Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong điều kiện bình thường, công việc nấu ăn phục vụ bộ đội vốn đã vất vả, thì trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển của những chiến sĩ cảnh sát biển, nhiệm vụ này lại càng khó khăn gấp bội. Khó khăn không chỉ bởi sóng gió, mà với các anh, đây là nhiệm vụ không chuyên, nhưng ai cũng nhiệt tình trách nhiệm để bản thân và đồng đội luôn có những bữa ăn ngon. Mỗi chuyến đi biển thường kéo dài hàng tháng trời, nên để có những bữa ăn ngon thì trước tiên thực phẩm, nhất là rau xanh, phải được bảo quản thật tốt. Dù các tàu cảnh sát biển hầu hết đều được biên chế hệ thống kho hoặc tủ đông lạnh, nhưng nếu không biết cách bảo quản, rau củ sẽ không giữ được độ tươi ngon hoặc có thể bị hỏng sau một thời gian ngắn. Đối với những rau củ quả như rau cải hay là cần là chúng tôi sẽ bọc quấn giấy báo hoặc là quấn ni lông thì để nó sẽ không bị héo và để sẽ giữ được lâu hơn. Còn những củ cải, củ quả khoai hay là bí thì chúng tôi sẽ để ở nơi khô ráo. Chanh và ớt thì chúng tôi sẽ phải lau khô và cho vào từng những cái túi ni lông nhỏ và để vào kho lạnh. Giữa biển cả mênh mông, con tàu lúc nào cũng lắc lư, trong tranh theo sóng. Thế nhưng, việc nấu ăn trên tàu vẫn diễn ra một cách bình thường, bởi quanh năm vươn khơi bám biển, cán bộ chiến sĩ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Những lúc sóng gió cấp 7, cấp 8 thì cực kỳ khó khăn. Vì do điều kiện tàu rung lắc mạnh, các vật dụng thì nghiêng ngả chao đảo, kể cả người đứng cũng không vững, nên là lúc chế biến phải trang buộc cẩn thận. Cánh đi nấu mình nấu vừa phải vừa đủ ăn, chứ đây là rung lắc đổ ra ngoài mất an toàn. Còn cơm thì cũng nấu, nếu như nồi nấu được 6 kg thì mình chỉ nấu khoảng 4 kg thôi, không nó nghiêng ngả là phải bên sống bên nhão, nó không đảm bảo cho chất lượng cho bữa ăn. Khó khăn là vậy, song với cán bộ chiến sĩ tàu 8001 thì cơm chín, nước sôi thôi chưa đủ mà phải ngon và hấp dẫn. Để bữa ăn không chỉ giúp cơ thể luôn khỏe khoắn mà còn mang lại niềm vui cho đồng đội. Học các anh đi trước, học các kinh nghiệm rồi lên mạng tìm hiểu các món ăn ngon từ các vùng miền để phù hợp với tất cả khẩu vị của những người đi trên tàu. Vừa nấu vừa rút kinh nghiệm, cũng vừa nghe phản ánh từ những người trực tiếp mà ăn những món ăn mình nấu thì mình sẽ rút được kinh nghiệm những cái món nào mà mình cần thêm hoặc là bớt những gia vị như thế nào. Bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn và hài lòng. Đó là động lực để những người làm công tác phục vụ trên tàu cảnh sát biển luôn cố gắng tạo ra những bữa ăn có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần.